Ví dụ như cái đội Nam Định anh đi, cái đội Nam Định ấy, cái đội đấy là sống nhờ vào khán giả luôn ấy. Đông không? Đông lắm. À. Trận nào cũng full luôn. Ồ oh, wow. Như năm ngoái đội mình là mua công mượn công Phượng ấy. Thế là Bùi Tiến Dũng gôn mình nè, thì là mượn được cầu thủ đấy mới mua thằng Dũng, thì nào khán giả đến cũng đông lắm. Hello, ngoài đường biết xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cuộc trò chuyện vô cùng là đặc biệt với hai vị khách mời. Đây là hai cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, và họ không thể về quê nghỉ Tết hoặc là đi du lịch được vì đang vướng vào dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp ở khắp đất nước Việt Nam. Chính vì vậy mà việc di chuyển bị hạn chế. Bởi vậy họ quyết định là ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để mà tập duy trì chờ ngày hội quân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2021. Và mình xin giới thiệu hai vị khách mời của mình ngày hôm nay, đó là tiền vệ Lý Nguyễn và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Và đây là hai vị khách mời của mình, và cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra rất là bình thường, tức là nói chuyện về những cái vấn đề về cuộc sống hiện tại thôi, chứ không cũng không đặt nặng về chuyện chuyên môn. Bởi vì nói thẳng ra là anh em mình thì cũng, các cầu thủ thì cũng chưa thi đấu được gì nhiều, mới đá có 2 trận thì đã nghỉ Tết rồi, nghỉ Tết rất là khá là lâu. Và hiện tại thì bóng đá Việt Nam cũng chưa biết là ở thời điểm nào thì mới có thể quay trở lại được. Hy vọng là sẽ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên là ngày hội quân thì chắc chắn là cũng đã được định rồi, và không biết là với một cầu thủ như là Xuân Nam đây, là có đang có bạn người cà phê. Ở đây là tiền đạo Xuân Nam, thì là Xuân Nam là rất là đặc biệt, anh là người Hải Dương, kế bên quê vợ của mình là Hưng Yên luôn. Và đợt này thì là Hải Dương là tâm điểm của dịch Covid-19, chính vì vậy mà Xuân Nam lại phải ở lại Thành phố Hồ Chí Minh thay vì là được về với vợ con. Không biết là Xuân Nam có suy nghĩ gì không? Thực sự là khi mà cái ngày Tết Việt Nam mình ấy, thì đa số là ai cũng mong muốn được về nhà hết. Tuy nhiên là do cái đặc thù ở quê mình hiện tại bây giờ thì rất là nhiều người bị dính Covid, thì bản thân Nam thì cũng rất là buồn, cũng hụt hẫng, bởi vì mọi người trong đội là về hết rồi, còn mỗi anh Ly thôi, anh Ly thì cũng mới về Việt Nam thì cũng chưa có cái phong tục như quen như mình ấy, thì nên là thực ra là rất là tiếc, bởi vì cũng mong là Tết nhất mình được về bên gia đình, được sum vầy để được đoàn tụ với gia đình mấy cái ngày như này. Thế ở nhà vợ con có nói gì không? Vợ nói gì không? Thì em thì chưa lập gia đình, tuy nhiên là người yêu và bạn gái thì cũng có rồi, thì cũng xác định với nhau. Thì bây giờ là cũng chờ cái qua cái dịch này ấy, thì cũng tính toán là sẽ làm một cái lễ trước, chứ cũng không có, chưa có tính cái ngày cưới hay ngày gì. Ồ, vậy là cũng thú vị ha. Ly sao? Ly thì trước đó cái đây mấy tuần thì có tâm sự là dự định là đi du lịch ở một thành phố nào đó tại Việt Nam, nhất là phía biển đúng không? Thích đi biển. Bây giờ kế hoạch của Ly sắp tới thì sao? Chắc là có plans đi chơi, đi biển, đi Đà Lạt, đi Nha Trang. Mà cũng là sợ Covid, sợ máy bay, đi máy bay. Sao ở đây trong tập trung với Việt Nam nè. Take it easy ở đây. Nói chung là bây giờ thì đúng là rất là khó cho mình. Mình cũng không biết là dịch nó như thế nào, ở đâu mà để mà đi chơi xa cũng mạo hiểm mà đi giờ đi. Theo như mình biết là bây giờ là một số tỉnh là đến đó là phải khai báo nè, khai báo y tế. Thậm chí là quay ngược lại Thành phố Hồ Chí Minh là có khi lại cách ly 21 ngày, rất là căng thẳng luôn. Muốn đi chơi mà thấy là khi nào đi chơi là không có thoải mái được.
giống như mấy bây giờ là mấy người đội là đi Phú Quốc á, đi HKT á, Sao Paulo là đi Phú Quốc á, là khả năng là về là khó đó. Về khó hả? Bây giờ cũng là sân bay là quá trời rồi. Ừ. Bao nhiêu người rồi anh? Bây giờ anh bảo bay về bây giờ nó phải xin giấy phép cái gì nữa cơ. Ừ. Xin giấy gì, phải chứng nhận cái gì, ủi lằng nhằng phép. Đấy có mệt không? Rồi cứ ở nguyên tại Sài Gòn đi cho nó chắc chắn. Ở đây đấy an toàn nhất. Không đi đâu nữa. Đúng rồi. Không, Sài Gòn thì bây giờ hiện tại thì không, mà Sài Gòn đúng là chỗ đi du lịch mà. Đúng. Nhưng mà đối với Ly là đúng rồi đấy hả? Ở Mỹ và thì Sài Gòn cũng là một trong những nơi mà vui nhất. Anh Ly còn mới đăng lại cái ảnh mấy năm trước anh ấy về Sài Gòn anh ấy uống nước dừa, anh ngồi ở cái vòng xuyến ngay cái vòng xoay ngã 6 Phù Đổng. Cái hình đó là đặc biệt. Lâu lắm rồi đó, cái hình lâu lắm rồi đó. Hình đó là ai chụp ta? Bạn gái à hay là mấy người làm xe á chạy qua lấy chụp hình. À vậy hả? Không. bạn đoạn này là chém gió. Chôn á, rất là thích chôn. Mô tô mà chạy chụp nó lấy điện thoại luôn. Thì thật cũng có cảnh báo mà. Nhưng mà đúng là rất là đặc biệt. Cái đợt đó vừa về nha, là Ly ra chợ Bến Thành là gặp ngay bạn của Dũng luôn. À. Bạn của Dũng là gặp Ly xong chụp hình, chụp hình chung với Ly gửi về cho Dũng xem. Sau đó là đăng hình lên chôn bóng đá, cái fanpage của chôn bóng đá trên Facebook. Là lúc đó là mọi người rần rần hết, là cái Ly Nguyễn về Việt Nam, là lúc đó là ai cũng nghĩ là chuẩn bị về đá V-League lại. Đúng là 3 năm trước mà về thì cũng khác ha. Là bây giờ về thì cũng là một cái gì vô cùng đặc biệt. Tôi cho là anh Ly về thành phố thời điểm này cũng hợp lý. Bởi vì rõ ràng là đội em là bây giờ cũng thay đổi. Ừ. Không còn như năm ngoái. Ừ. Như năm ngoái anh thấy là cũng mua nhiều cầu thủ nội chất lượng. Và năm nay thì ít hơn. Bổ sung anh Ly là cái mà hợp lý mà cần thiết. Bởi vốn dĩ là anh Ly là cầu thủ quá đẳng cấp rồi. Vượt trội so với bọn em. Phải cần những cầu thủ như vậy để dẫn dắt. Không thì bản thân bây giờ đội em năm nay cũng nhiều cầu thủ trẻ. Ly đã biết hết anh em cầu thủ trong đội chưa? Biết tên hết chưa? Đúng là biết mà không biết là tên, đúng là mới nói nào là biết mấy cái tên mà có cầu thủ biết tên trước thì sao đó mấy cầu thủ biết tên sao? Nghĩa là anh ấy hay họ và đó, tên đúng không? Thì là thường là cứ quen cái họ thôi, họ là đó. Bên Mỹ thì là đọc cái đầu là cái tên đầu là sẽ là tên sau đó mới là họ sau. Còn đây ví dụ Nguyễn Xuân Nam thì là cứ Nguyễn là lại trùng. À đúng rồi là quen chung á. Mà mới nói là có biết 10 không? À thì nói ồ 10 ai là 10. Thì sao đó là số 10. Không là hậu vệ bên trái. À chung. Sao cho xem cái hình đó. À nói, à đó là chung kìa. Nào đó là 10. Ủa như vậy là bây giờ là một ngày hai người tập gym là tập vẫn tập cùng một địa điểm hay là? Vâng, tập Cali Phòng Nhà. Cali. Ở ngay gần Cộng Hòa đúng không? Vâng đúng rồi. Vậy thì một ngày tập sáng chiều hay là tập sáng? Bình thường thì là tập chiều thôi. Bình thường là tập chiều, nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh mà các phòng gym được mở. Đến 12 giờ trưa nay là đóng. Thì là sáng nay là đi tập buổi sáng. À mà có biết các mấy ngày không? Hôm nay em có hỏi quản lý ấy, thì quản lý bảo là cũng chưa ấn định ngày nên là cứ tạm thời là cứ hoãn, chưa biết ngày trở lại. Ngày trước ấy thì trước khi có cái lịch cấm ngày hôm nay này thì là mùng 4 là người ta mở lại rồi. Nhưng mà hôm nay có lệnh cấm thì người ta không biết ngày nào quay lại. Tại vì Hồ Chí Minh là hôm nay là có lệnh cấm anh đi. Là tất cả các 12 giờ trưa là đóng cửa hàng đó, massage, karaoke, bar, pub. 12 giờ trưa lúc nãy á à. Là đã đóng hết rồi, bây giờ là không ai được mở. Cà phê thì vẫn được mở, chứ còn nhà hàng là cũng đóng, karaoke nhiều thứ lắm, đóng nhiều. Nói chung là những nơi mà tụ tập đông người là không cho. Cố gắng thôi chứ. Như Ly sáng chắc
ra bên phố đi bộ chạy vòng sáng chạy nhông thành phố nè. Nam thì chắc vô sân mua 7 chạy nè. Và em thì bình thường thì cứ chạy ở trong Cali thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà Cali đóng như thế này thì bắt buộc phải ra quân khu 7 chạy. Mấy hôm nay về đây có bạn bè nhiều không? Nhiều quá. Không có gì nhiều mà đúng là chút. Bạn thân gì? Có thân không? Thân. Thân không? Hôm qua hẹn cà phê bên Thảo Điền. Rồi bên đó có bạn bên đó chắc là nhiều. Khu quận 2 Thảo Điền thì lại là người châu Âu, người Mỹ nhiều. Còn bên quận 7 chỗ Dũng thì là người Hàn Quốc với Nhật Bản nhiều. Em tính mai sang bên quận 7 đấy. Sang bên chỗ nhà anh Thuận. À Thuận ở đây à? Thuận ủi vé. Hà Nội cũng dịch quá trời. Sân bay Nội Bài ở Hà Nội đây đi cũng dịch lắm. Ở Hà Nội không? Mấy nhân viên ở đấy cũng bị luôn. À. Anh Thuận đó, Văn Thuận làm ở Fortin, midfield. Không về luôn. Không về được. Nhưng mà lại có thuê nhà vợ với cả con cái là bên quận 7 gần nhà anh Dũng này này. Thế là buồn đó. Về thăm gia đình, thăm bạn. Dũng hủy vé nè. Lẽ ra là đi về Hưng Yên. Nhưng mà bây giờ dịch rồi. Ủa như vậy là đội thành phố còn mấy người? Mấy người ở đây? Thành phố thì bây giờ ở trong Bình Mộc là đây rồi. Bình là người thành phố rồi. Ừ. Chính xác là bây giờ nhá, là những cầu thủ mà còn ở lại thành phố thì có anh Nhi là một này. Em là hai. Anh Thuận là ba. Tại vì anh Thuận cũng có vợ con với nhà ở bên quận 7. Và thằng Trương Ngọc 10 là 4. Bốn. Trương Ngọc 10 là Lâm Tháp. Huế. Thế mới đầu là định hẹn ra cà phê ông bầu á. Là anh Ly có biết quán đấy không? Ly là chưa biết, anh em mình thì biết thôi. Thì anh nhắn Ly, Ly bảo ra đây. Cho tiện Ly đi bộ ra đây thôi gì. Để đi bộ. Anh Ly vừa đi loanh quanh ở đây ạ? Xong rồi đi bộ ở đây luôn. Anh đi một mình à? Thích đi bộ, tại khi anh đi bộ rồi thấy nhiều nhà hàng, ngắm cảnh. Biết chỗ anh. Biết chỗ. Đã tìm được bún chả chưa? Có mấy cái bún chả ở đây thôi. Thấy hai chỗ ở đây đi vô ăn một chỗ rồi. Có ngon không? Ngon. Ngon. Mà chỗ Thảo Điền là ngon hơn. Bên Thảo Điền ngon hơn. Là anh đi một mình à? Có ăn Chiquita chưa? Hả? Có ăn chỗ đó chưa? Chiquita? Nhà hàng Chiquita? Chưa. Đó là gà chiên giống là KFC. Giống là KFC á. Mà khi nào đi làm Cali quarantine hai tuần á, kêu Grab cho khi ta qua khách sạn ăn đó. Cali hai tuần là gọi này gì? Có số điện thoại rồi. Có nhớ chờ đó. Ở Hải Dương hình như là có mấy quán cà phê ông bầu anh chứ? Hiện tại là mới có một quán của anh thôi. Văn Toàn, anh Gia Lai á. Thì là mở ở Hải Phòng. Tại vì lúc đầu là Toàn cũng bữa cũng tính mở ở Hải Dương. Nhưng mà bảo là bây giờ ngay gần nhà đó có quán của anh rồi. Là thêm một quán. Nhưng quán đấy là của anh luôn hay là chung? Anh với lại hai ông em nữa, thì hai ông em đang ở ngoài đó thì nó vận hành buôn bán cho mình nữa, chứ mình không ở ngoài đó là trực tiếp là mình mua lại thương hiệu thôi. Thì nhượng quyền lại từ bên ông bầu thôi. Có một số anh em cầu thủ đang nhờ ở các tỉnh, các đội luôn muốn mở. Bây giờ kinh doanh cà phê cũng là một cái hình thức mà em nghĩ là nó ổn hơn so với các kiểu kinh doanh khác. Mà kinh doanh ông bầu thì nó cũng thương hiệu. Mình cái đợt mở đấy như là bọn mấy Gia Lai về làm hình ảnh đúng không? Thì anh mời về chơi đó thì nhân dịp tụi nó nghỉ mà. Thì là Toàn, Trường. Nếu mà bây giờ thằng Toàn nó mở quán ở Hải Dương thì trùng quá.
cũng không sao, tại vì thực ra càng nói thế chứ một thương cảnh hiệu nó bây giờ nhiều. Nhưng mà bây giờ một quán của Văn Toàn, một quán một quán của Văn Dũng thì làm sao mà nó ngồi quán Văn Dũng đúng không? Đúng, làm sao mà cần đúng không? Đúng rồi, ví dụ như một quán cà phê của anh Linh Nguyễn, một quán cà phê của anh Sơn Nam thì làm sao mà nó ngồi quán anh Sơn Nam đúng không? Ngồi quán anh Ly rất là thật thẳng thắn luôn. Nên là thôi cứ mở phòng là đúng rồi. Bài toán kinh doanh đúng là như vậy. Nhưng mà nó còn có ở vị trí nữa. Ví dụ như có thể là em sẽ tò mò em đến quán Văn Toàn, nhưng mà về một thời gian nhà em đang ở ngay kế bên kia, chất lượng cũng như vậy, cái công thức là như nhau hết, cà phê ở mọi nơi là sẽ như nhau hơn. Thì đương nhiên là em phải đi ra quán gần nhà mình hơn chứ. Nhưng mà 10 lần thì cứ 6 lần là nó bên Văn Toàn, 4 lần mới đến Văn Dũng. Xem có Văn Toàn không? Chứ gì nữa, uống cà phê chỉ là phúc thôi. Đúng rồi. Họ thích cái, nói chung là bây giờ cà phê nào cũng vậy, phải đến để thưởng thức, trải nghiệm cái không gian ha. Như Ly bữa mời anh ra uống cái cà phê nào ở đường Đồng Khởi à, lên trên lầu. Workshop. Godmother. Godmother. Anh mời người đặc biệt tức là phải lên trên đó mà anh không nghĩ trên đó nó quán cà phê. Ồ thế là cà phê bên đó thì mình cà phê bên này. Dũng hả? Bên này có vẻ ngon hơn. Ngon hơn đúng rồi. Thấy espresso cũng ngon ở đây. Vậy hả, rồi thì lần sau lên đây. Ở đây thì giá chắc chắn sẽ rẻ hơn chứ. Ở đây cũng đẹp. Giọng. Ở bên Mỹ anh đi quán cà phê à? Không, bên Mỹ Ly đi làm ở nhà. Biết làm espresso. Tự làm ở nhà. Tự pha tự uống thôi. Chính là những người Việt mình mà sống ở nước ngoài ấy, thích uống cái như anh Ly uống. Chứ không thích uống cà phê mấy, thích uống kiểu như anh Ly. Đây không uống đó. Espresso cái kiểu pha nó hơi nhạt ra mà hơi ngọt. Tức là pha nó. Em uống espresso em không uống được nhá. Không vị đắng. Em đắng thì em lại không uống được. Không, bình thường ở bên Mỹ không uống espresso, uống nhóm nam á. Capu á. Like cappuccino, cortado, mà tại vì là ở bên Mỹ xài sữa khác. Đúng là sữa oat, mà ở đây không có bán. Sau đó là bây giờ quen espresso. Sau đó là tại mấy năm trước uống espresso không được, nặng quá. Mà bây giờ quen mà. Mà cũng ở đây thích espresso và uống năng bụng. Đau bụng. Lần trước em uống cà phê chưa biết uống cũng hay đau bụng, uống xong về toàn đau bụng. Nhưng mà cũng tùy chỗ, có chỗ nó uống vô nó nặng, nó say. Cái cảm giác say cà phê nó khó chịu người, tim nó đập nhanh. Bây giờ biết liền. Như uống hai em coffee á, em vẫn bị say. Vẫn bị say. Anh lại hay ăn thỉnh thoảng bị say Trung Nguyên. Tức là nhưng mà uống nó công nhận là đậm ngon. Đà, ngon. Đà thật. Trung Nguyên thì ngon. Cà phê Trung Nguyên số 1. Đúng rồi. Anh Ly uống cà phê Trung Nguyên chưa? Có. Trung Nguyên thì sao đó là có Highland. Highland thì sao đó là có Phúc Long. Thế là ba chỗ đó. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì Highland có lẽ là đang là mạnh nhất, đông nhất, đông khách, phổ biến nhất. Em uống Highland Coffee em vẫn say ấy. Nhiều lúc ví dụ mà ăn sáng mà không non uống vẫn say, về trưa vẫn mất ngủ. Nhưng mà uống mấy cái cappuccino rồi về ngủ ngon. Uống là không say, về ngủ được. Bữa quay ở đường Hoa hả? Vâng, đường Hoa. Bây giờ đường Hoa đóng rồi. Hoa đóng luôn đúng không? Đâu bây giờ đâu hình như đường Hoa quy định mất, là từ rồi. Mấy giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vẫn được đi, nhưng mà không được đi như kiểu thoải mái nữa. Hạn chế xuống. Không làm khai mạc nữa. Không, là pháo hoa dùm lại hết là biết rồi. Bây giờ muốn đi đánh gôn đó, có mở không? Gốc thì chắc vẫn mở, ra thử Tân Sơn Nhất coi. Gốc Tân Sơn Nhất. Tại vì em nghĩ là không đâu, bởi vì nó ghi ở trong cái đấy là các hoạt động thể thao. Thì gốc là thể thao, các hoạt động thể thao anh đi hiểu không?
biết rồi. À biết, mà đúng rồi, đó là thể thao ở ngoài á. Và để thử hỏi xem anh có quen mấy bạn bên golf để đến gym, phòng gym mà nó còn không được mở thì mấy cái đấy em nghĩ khó. Nhưng mà em gym là vẫn có đụng chạm nhiều nha, máy móc này nó em sợ. Chán nhỉ, tự dưng Covid. Anh Ly đá được mỗi trận. Kiểu các đội đang cần làm nóng để bắt đầu. Nhưng mà nhá, như ở châu Âu là người ta đá không phân lả. Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy là cái tiền chủ yếu là lại từ cái nguồn đấy. Thành ra là bây giờ nó không có thì kiểu nó bị ảnh hưởng doanh thu, kiểu nó không tổ chức được ấy. Ví dụ như cái đội Nam Định anh Ly, cái đội Nam Định ấy, cái đội đấy là sống nhờ vào khán giả luôn ấy. Đông không? Đông lắm. Trận nào cũng full luôn. Ồ wow. Đá ở sân Thiên Trường là 20 mấy ngàn khán giả. Đông lắm. Cái trận đấy, đội đấy trận nào nó cũng full. Để vui, cùng nhiệt. Như năm ngoái đội mình này, như năm ngoái đội mình là mua công mượn công Phượng ấy. Thế là Bùi Tiến Dũng ngôn mình này thì làm mượn được cầu thủ đấy mới mua Hồng Dũng. Thì nào khán giả đến cũng đông lắm. Nhưng mà một thời gian sau thì mình đội mình đá không được như mong muốn ấy. Rồi Phượng cũng chấn thương, tiếc quá. Nhưng Phượng nó không chấn thương thì tốt rồi. Tiếc hả? Lượt về tiếc. Lúc ấy nó chấn thương. Đang trong thế đua vô địch. Là đấy Phượng nó đang phong độ cao nữa. Phong độ quá trời cao luôn. Nhưng mà chính là nói thì nói chứ đợt này Covid dừng lại cũng tốt cho anh Ly. Từ hòa nhập. Tốt cho anh Ly hơn, anh Ly có nhiều thời gian tập luyện với anh em hơn. Chứ bây giờ đá luôn, nhiều khi đá thì cũng đã được. Nhưng mà nó không tốt cho anh. Dễ chấn thương. Anh mới cách ly xong mà, đâu có tập luyện gì đâu. Mà ví dụ như mà nó đá liền một phát đi 4-5 trận liên tiếp thì có phải là dễ chấn thương không? Ủa cái đợt mà ở trong cách ly là mình cũng chỉ tập gym với chạy bộ thôi đúng không? Đâu có... Đạp xe đạp trong phòng thôi. Đâu có tập bóng như gì đâu. Nhưng mà nghĩ là chỉ mong là như này, nó nghỉ đợt này xong và tập trung cỡ một tháng ấy thì là nó cho đá dồn cũng được, đá không khán giả luôn. Chứ còn nếu mà nó kéo dài như năm ngoái thì chết. Ở khách sạn 2 tuần. Không có... Đúng rồi, 2 tuần. Sau đó là khi nào qua tập trung với đội 30 phút khi nào tập có phong ở đây. Tại vì chưa mang giày thì đó mới dồn hết lâu rồi. Phòng chân lên. Không có quen á. Giờ thì quen rồi. Một cái đợt ở bên Mỹ mà Covid thì đá như thế nào? Có khán giả không? Không. Không có khán giả, đá chưa. Không luôn. Đá không. Nhưng mà sao nhá? Ở nước ngoài ấy, như cái đội Atletico Madrid ấy, bao nhiêu cầu thủ bị dương tính Covid luôn mà sao người ta vẫn đá? Thế còn lọc ra người nào bị thì không được đá trận đó. Nhưng mà người ta vẫn sinh hoạt với nhau mà. em không hiểu, anh Ly có thể giải thích, anh Ly hiểu không? Vì là giống là bên Mỹ một ngày thì làm cái test thôi. Cho có Covid, không có Covid đó. Thì sau đó là ngày 2 không có test, mà ngày 3 test lại. Ngày 4 không có test, ngày 5 test lại. Test liên tục 2 ngày 1 lần, 2 ngày 1 lần. Ngày 1 lần. Thì đúng là làm đó nguyên cái mùa. Thì ai có test ai dương tính, ai dương tính đó, thì cho đi là đi về. Thì ở nhà 2 tuần. Xong hết 2 tuần lại đi là test lại. Test lại không có bị Covid là tập trung với đội lại. Làm giống đó là nguyên cái mùa. Thì sao là giống là ai có Covid á, bình thường á, về nhà 2 tuần thì sao đó là ok rồi, không có đi đâu được. Đi tập, về nhà ăn, sau đó là ở nhà, sau đó là tại sơ, tại mặt 2 tuần nữa. Sau đó là mấy cầu thủ
tập đàng hoàng. Mà bên Mỹ có một đội có 5-6 đội, 5-6 cầu thủ bị mà vất đá. Mấy cầu thủ đó không có đá. Em hiểu rồi. Dẫm như vậy làm sao đủ người? Đủ chứ, đội hai mấy con người, có 5-6 người bị vẫn thừa mà. Vấn đề là ví dụ 5-6 người. 5-6 người. Nhưng mà cái trận đó là 5-6 người đó vắng, nhưng mà là phải nghỉ 2 tuần. 2 tuần thì lại còn là còn có ví dụ còn 24 người đi. 24 người mà tuần sau lại có thêm 5-6 người. Là có đội đội B. Đội B. À đội B nữa. Lấy à lấy cầu thủ lên nữa. Đúng rồi. Như vậy thì bay ra mới đủ người để mà đá. Thế như Atletico Madrid đó, thằng tiền đạo thì Bologna, Joao Felix, Felix gì đó, mới bị xong, rồi trước đấy là ba cuối cùng hai người bị rồi, mà vẫn đá, vẫn thi đấu La Liga. Giống là khi nào đi vô tập á, cũng là mang cái bờ nhà, thì sau đó mà làm test, thì sau đó vô cái locker room á, thì không phải là ngồi sát sát này cắt ra ngồi đây thì một người ngồi đó đúng rồi. Sau đó là không biết tập trung khi nào qua sân qua sân mà tập trung bắt đầu mới được sát lại còn lại là người xa vô khi nào vô vô trong là đúng rồi như vậy thì ngồi hay xa. Hay gọi là giãn cách thôi tại vì ai cứ bị COVID đó là nói là ai ngồi giống là trong locker room đó là ai ngồi gần này, gần nhất sau đó là ai ngồi gần đó là test lại đi test lại tại vì đó là khi nào ở trong á mấy người đi xa nhưng mà ở nước ngoài ấy, em thấy người ta ít đeo khẩu trang nhỉ? Nước ngoài á? Không đeo không? Năm ngoái tùy cái thành phố thành phố quy định đúng rồi ở Cali á ai cũng mang đi ở ngoài đi chạy đi đâu cũng đeo mà đúng là ở bên Florida không có nhưng mà sao là more relax á nhưng mà mấy người không có mang mà khi nào vô nhà hàng phải mang chút xíu thì sao ngồi xuống là rõ ràng như ở bên Italia năm ngoái bao nhiêu người chết mà không đeo luôn chết nhiều quá mới đeo Italia giống kiểu muốn miễn dịch cộng đồng sợ là họ để tự cân bằng như sao đúng rồi giống ở Boston đó cũng nhiều người mà người ta nhìn thấy sợ người ta bảo kỳ thị thôi. Đoàn Văn Hậu đợt qua kể nói em đeo là bị người xung quanh lãng hết tránh hết mà thấy khi nào đi ở ngoài á thấy nhiều người mang ok mang mà không có ai mang ok không có ai mang